Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự trên kênh truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị và các bạn, vào đêm 2 tháng 1, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua miền trung đảo Palawan, Philippines và đi vào phía nam biển